Dạ đây má, mình giới thiệu cái bơm hồ nước hồ hồ cá đây má ơi, đang quên đây xịt nước ra ngoài chưa, đang bơm này chưa xài một nguồn cái bơm nè, đang bơm nè, này thả cho hồ cá rút ra cũng hơi hơi à hiệu ca phải bơm hồ cá không nói đại vậy đó, ai biết bơm gì. Ứng dụng bơm hồ cá tại vì cái này nó bán qua thị trường Nhật mà ở dòng sản xuất Trung Quốc anh là à, đó. Nó được cái là nó xài an toàn nên cái đó rồi, cái dĩ nó ngoại dơ nha, còn cục điện máy tinh điện 100V nè, nó ra 11V. À vậy là cái bơm này mình xài 12V cũng được anh em. Ở này cái cục nguồn cách ly nè. À, đang cắm điện, dây mới chưa xài nha, tại mình kéo ra nó hơi dơ. Thì cái điều nó ra đời hơi lâu, 2003 tới giờ 20 năm rồi, thì nó cái nhựa nó mà cái phần mà ra ánh sáng á nó có bạc màu mé bên này xíu nè, còn bên này ok. Không biết bơm thì chắc phải thả vô nước được chứ anh em ha, thả đại vô nước nãy giờ hay là chỉ để như vậy, thả vô nước luôn chứ bơm mà nó ra điện 10 mấy V. Nước này mình để ngoài xăng nó đóng riu hút luôn. Dây này dài 2-3 mét gì đó, dây trắng này. Fukuda Made in China bán qua Nhật theo 5 tháng, cho chạy ngồi tầm là nó phun lên được cầm cỡ 4 tấc nè, gan bình 2 tấc nè, nó gấp đôi 2 gan ha. Sao? Ồ, bắn cũng dữ ha. Bịch lại bắn được 3 mét. Nhưng mà cái con này không phải để đẩy vậy đâu. Nó để rút nước nào trong những cái chỗ anh em chơi nuôi cá đâu á, hay là bơm vô mấy cái bể nhỏ nhỏ cho em bé rồi chơi chứ.